Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bọn mình. Và hôm nay thì mình xin review với các bạn một cái dự án hay là mới công ty rất nổi tiếng, cũng rất là tiềm năng trong năm 2019, đó là Emirates. Thì mình xin review ban đầu về cái công ty Emirates. Thì công ty Emirates là một công ty ở Trung Đông, là họ muốn truyền tải cái sức mạnh của cái tài sản kỹ thuật số đến cho người dùng ở Trung Đông. Thì Emirates tin tưởng vào cái sức mạnh của tài sản kỹ thuật số và cái khả năng của họ để biến đổi cái thế giới này thành một nơi có nhiều cái tự do kinh tế hơn thông qua các cái mạng lưới công khai, công cộng và chống kiểm duyệt phục vụ cái nhân loại. Thì là cư dân và cũng là một cái công ty phát triển ở Trung Đông, thì Emirates đã nhận thấy được cái sự thiếu quyền truy cập thực sự vào cái tài sản kỹ thuật số ở cái khu vực Trung Đông này. Vì vậy vào đầu năm 2017 thì Emirates đã bắt đầu thay đổi điều này và bắt đầu làm việc trên BitMEX hay là Bitcoin Exchange, là một nền tảng sử dụng và cung cấp quyền truy cập vào nhiều cái tài sản kỹ thuật số để đổi lấy tiền điện tử fiat quốc tế và địa phương. Vào năm 2019 thì Emirates đã triển khai giai đoạn tiếp theo trong cái việc tung ra một cái nền tảng giao dịch chuyên nghiệp. Emirates đã đổi thương hiệu thành Emirates.com và nơi phản ánh nguồn gốc và kế hoạch mở rộng của Emirates. Và Emirates đặt mục tiêu là phát triển các cái nền tảng của mình hơn nữa và đã xây dựng cái một lộ trình đầy đủ ở tham vọng trước mắt, phát triển các cái dịch vụ hỗ trợ và giao dịch đa cấp với các cái cách tiếp cận riêng cho từng khách hàng, cho từng người mới bắt đầu đến các cái nhà giao dịch có tổ chức. Và Emirates đang trên đường đạt được cái phạm vi bảo hiểm khu vực với nhiều tùy chọn thanh toán, luôn duy trì hỗ trợ 24/7 kèm theo sự ổn định của nền tảng được chứng minh theo thời gian, đảm bảo an toàn cho tài sản và dữ liệu. Thì đây là cái trang web chính thức của họ là emirates.com. Các bạn có thể vào đây để biết thêm thông tin chi tiết như cái quá trình trao đổi giao dịch, cái thị trường của họ, cái công ty Emirates, về mã thông báo Emirates, hay là hỗ trợ, hay là cái việc cái cuộc thi, hay là đấy về cái tặng quà giới thiệu, về việc mình mời bạn bè tham gia thì mình sẽ nhận được cái mã thông báo I2X hoặc Emirates, hoặc là các cái phần thưởng có giá trị khác. Thì Emirates được hiểu ở đây là cái cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế kỹ thuật số mới, đó là cái niềm tự hào của cái Trung Đông vào năm 20 kể từ năm 2014, về việc công ty họ phát triển để giúp người Trung Đông có thể hiểu thêm về và đạt hiệu quả cao trong cái giao dịch tài sản kỹ thuật số. Về mã thông báo Emirates thì đó là cung cấp cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế kỹ thuật số mới, thì các bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm về cái mã thông báo gốc cho hệ sinh thái Emirates, hay là về việc mời bạn tham gia để nhận thêm các cái phần thưởng có giá trị. Thì đây là cái hình ảnh mô phỏng về các cái cặp mã được mã giao dịch hay là cặp các cặp tiền điện tử mà Emirates đang ra bán trên cái sàn giao dịch của họ. Thì Emirates cơ hội không có rào cản. Thì về tiếp cận sự giàu có thì là sử dụng công nghệ, thì Emirates đang tập hợp một cái cộng đồng các nhà phát hành và thương nhân từ khắp châu Phi, châu Á và châu Âu, và cung cấp cho họ các quyền truy cập và sự giàu có ở Trung Đông. Về an toàn và tuân thủ thì là các biện pháp bảo mật và nâng cao tuân thủ các cái tiêu chuẩn quốc tế và bảo mật của công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng theo iOS ISO 27001, được cấp phép và quy định theo quy định của EU. Về dễ dàng sử dụng thì giao diện thân thiện với người dùng, giúp truy cập vào tài sản kỹ thuật số dễ dàng đối với người dùng với mới làm quen, trong khi các cái công nghệ giao dịch tiên tiến cung cấp tất cả các cái chức năng cần thiết cho các cái nhà giao dịch chuyên nghiệp. Về cổng fiat của chúng tôi thì tạo điều kiện cho tiền gửi và rút tiền vào tài khoản ngân hàng của người dùng, cũng như mua hàng thông qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và các cái phương tiện thanh toán khác. Thì các quốc gia có nhu cầu cao nhất về tài khoản kỹ thuật số ở Trung Đông như là Ai Cập, Ả Rập Saudi, Bahrain, UAE hay là Kuwait, hoặc là các cái trang mạng có giới thiệu về
Emirates như là Bitcoin.com, Block, Armo, CoinSpeaker, Yahoo Finance, Forbes hay là Zero S, New Bitcoin. Thì các bạn có thể tham gia cái chương trình giới thiệu lan truyền của chúng tôi bằng việc các bạn mời người tham gia vào dự án Emirates, thì các bạn sẽ được nhận cái phần thưởng là các cái đồng tiền có giá trị hay là cái đồng Emirates của họ. Thế nên là buổi review ban đầu của mình về dự án Emirates. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.